Đen bình xe tránh đổi là muốn duy trì biến hóa phức tạp. Đến đây, đỏ 4 phương án. 1 là pháo 2 tiến 1. 2 là tốt 9 tiến 1. 3 là xe 8 tiến 4. Và 4 là pháo 2 tiến 4. Phương án thứ nhất của đỏ, pháo 2 tiến 1. Đỏ đi cao pháo, nước cờ mới mẻ. Đen tốt 1 tiến 1, nước cờ hay. Đổi lại, nhưng đen đi tốt 7 tiến 1. Tiếp theo, cờ đỏ hơi tốt. Đen tốt 1 tiến 1. Tiếp theo, đỏ xe 2 tiến 4 tuần hà, nước cờ có sức mạnh. Đổi lại, đỏ có thể đi pháo 2 bình 3. Tiếp theo, cờ đỏ hơn tốt, ưu thế. Như đỏ xe 8 tiến 4 tuần hà. Đến đây, đen có hai cách đi quân. Một là đen đi pháo 5 lùi 1. Hai là đen đi sĩ 6 tiến 5. Có như đen đi tượng 7 tiến 9. Tiếp theo,
Cờ đỏ ưu thế. Cách đi nhất có đen. Pháo 5 lùi 1. Tiếp theo. Đen mời đổi xe. Nước cờ hay. Đỏ đổi xe. Đổi lại, như đỏ đi xe 8 bình 6. Tiếp theo. Cờ đen ưu thế. Đỏ, xe 8 tiến 1 đổi xe. Tiếp theo. Đen tiến pháo trói quân, nước cờ đoạt tiên. Cờ đen ưu thế. Mời các bạn xem lại cách đi nhất của phương án này.
Cờ đen ưu thế. Cách đi thứ hai của đen là sĩ 6 tiến 5. Tiếp theo. Đen pháo 5 bình 6. Điều chỉnh trận hình. Nước cờ chính xác. Đỏ xe 4 lùi 4. Đổi lại. Nhĩ đỏ đi pháo 2 bình 3. Tiếp theo. Đến đây, đỏ có hai khả năng. Nhĩ đỏ đi xe 4 tiến 4. Tiếp theo. Hai bên ngang thế. Có như đỏ đi pháo 3 tiến 3 ăn tốt. Tiếp theo. Cờ đen dễ đi. Đỏ lùi xe về đáy. Tiếp theo.
thế cả bình ổn. Mời các bạn xem lại cách đi thứ hai của phương án này. Thế cả bình ổn. Phương án thứ hai của đỏ là tốt 9 tiến 1. Tiếp theo. Đen tiến tốt thông mã. Đổi lại, như đen đi xe cánh trái quá hà. Tiếp theo. Đến đây, đen có hai khả năng. Như đen đi. Cờ đỏ dễ đi. Còn như đen đi. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen tốt 1 tiến 1. Tiếp theo.
Đỏ à, tiến pháo cánh phải quá hà. Đổi lại, thế đỏ à, xe 8 tiến 4 tuần hà. Tiếp theo. Cờ đen ưu thế. Như đỏ à, phi pháo cánh phải quá hà. Tiếp theo. Cờ đỏ dễ đi. Mời các bạn xem lại diễn biến của phương án này. Cờ đỏ dễ đi. Phương án thứ ba của đỏ là xe 8 tiến 4 tuần hà. Đến đây đen có hai cách đi quân. Một là xe 8 tiến 6 và hai là tốp 1 tiến 1. Cách đi thứ nhất của đen, xe 8 tiến 6 quá hà. Tiếp theo. Đỏ tốt 9 tiến 1, ngước cờ chính xác. Đổi lại, như đỏ đi pháo 2 bình 1. Tiếp theo. Cờ đen không khó đi. Đỏ tốt 9 tiến 1. Đen pháo 4 bình 3. Đổi lại. Như đen đi xe 8 bình 7. Tiếp theo.
Đến đây, đen có hai khả năng. Đen đi xe 7 bình 6. Tiếp theo. Cờ đỏ ưu thế. Còn đen đi xe 7 bình 9 ăn tốt biên. Tiếp theo. Cờ đỏ cũng ưu thế. Đen pháo 4 bình 3. Tiếp theo. Cờ đỏ dễ đi. Mời các bạn xem lại.
cách đi nhất của phương án này. Cờ đỏ dễ đi. Cách đi thứ hai của đen là tốt 1 tiến 1 nhằm thông mã. Tiếp theo, đỏ phi pháo cánh phải quá hà. Đỏ hai khả năng khác, như đỏ đi xe 8 bình 4. Tiếp theo, đỏ tiến pháo đánh xe là mưu bỏ mã đánh tượng.
Cờ đỏ dễ đi. Có như đỏ, pháo 2 tiến 1, cao pháo. Tiếp theo. Hai bên tranh đoạt tiên thủ. Đỏ, pháo 2 tiến 4 quá hà. Tiếp theo. Đen tiến xe lại hàng tốt là cầu đối công. Đổi lại, đen đi tốt 7 tiến 1. Tiếp theo. Cờ đỏ ưu thế. Đen xe 4 tiến 2. Tiếp theo. Thế trận giằng co. Mời các bạn xem lại cách đi thứ hai của phá này.
Hai bên giằng co. Phương án thứ tư của đỏ là pháo 2 tiến 4 quá hà. Tiếp theo. Đỏ mã 6 tiến 4 là ngầm giữ pháo, buộc đen phải đổi quân. Đổi lại như đỏ đi pháo 2 tiến 2. Tiếp theo. Cờ đen dễ đi. Đỏ mã 6 tiến 4. Mưu nhảy ngọa tào. Tiếp theo. Hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại diễn biến của phương án này.
hai bên ngang thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận phi đoạn.